tháng 7 cô hồn tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, được trời Phật thương tình, thần tài ban cho lộc lớn, giàu sang phú quý hơn người, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến cho người người phải ngưỡng mộ. Minh được tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Đinh Mùi đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý cô bác tuổi Đinh Mùi sẽ có được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, làm ăn trúng lớn, đổi đời đại gia, tiền vàng ngập két. Vậy vận trình của quý cô bác sẽ ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực đỏ này đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Đinh Mùi cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, những người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Đinh Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn và luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Đinh Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình với người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Đinh Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Tuổi Đinh Mùi dễ xúc động với những bất hạnh, khó khăn của người nghèo khổ, họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Đinh Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Mùi không đủ mạnh mẽ để chống chọi với khó khăn, thử thách một mình. Họ cần có sự giúp đỡ, đồng cảm và ủng hộ của những người thân cận. Đôi khi sự đa sầu, đa cảm khiến cho tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Đinh Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tuổi Đinh Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuổi Đinh Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp. Vì vậy, nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn được với họ. Thậm chí tuổi Đinh Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Đinh Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Đinh Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải họ không có khả năng mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu được áp lực quá lớn trong công việc. Gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người tuổi Đinh Mùi. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người thân trong nhà. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Tuổi Đinh Mùi ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn, những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai, đi đến đâu cũng có bạn, có người yêu quý tới đó. Có đôi lúc sự nhiệt tình, tốt bụng của tuổi Đinh Mùi bị lợi dụng mà họ không hay biết. Tuổi Đinh Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng, nếu sinh vào mùa đông, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng,
Dù có gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Đinh Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Mùi sẽ tìm được sự hào hứng, hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Thế nhưng, những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của tuổi Đinh Mùi có lẽ sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Khi giao tiếp với người tuổi Đinh Mùi thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú. Nếu không muốn tuổi Đinh Mùi bỏ đi, bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Người tuổi Đinh Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống, họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình và một cuốn album ảnh hay ngày sinh nhật của bạn bè và một cuốn sổ tay. Người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng với những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình. Tuổi Đinh Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch, đến những vùng đất mới mẻ, yên bình, để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí. Khi làm việc tập thể, dù không phải là người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Sự đa sầu, đa cảm, nhiều lúc khiến tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần, họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai, tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm đến những nơi yên tĩnh một mình, ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ, hành động kỳ lạ của người tuổi Mùi. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi là con người của gia đình, họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình đến những người thân trong gia đình. Họ đảm đang, tháo vát và biết khích lệ, giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi Đinh Mùi duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình. Đứng giữa đám đông, phụ nữ tuổi Đinh Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Đó là lý do tại sao người này luôn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi có đời sống nội tâm, phong phú, lãng mạn nhưng họ cũng dễ bị tổn thương. Trong tình yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần đem đến niềm vui và hạnh phúc cho đối phương là đủ. Tuổi Đinh Mùi biết phát huy những ưu điểm của mình và khắc phục những nhược điểm. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Với nội tâm phong phú và con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Đinh Mùi thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của người khác chỉ qua ánh mắt, hành động và cử chỉ. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Đinh Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng, không cho phép tuổi Đinh Mùi từ chối bất kỳ ai bởi bản tính lương thiện. Thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bạn sẽ ít khi thấy tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Đánh giá tổng quan vận trình, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàn tài khí. Tử vi tháng 7 năm 2023 âm lịch, tuổi Đinh Mùi, có nhiều điểm sáng bất ngờ, bản mệnh được nhiều các tinh cao chiếu, tinh thần làm việc hăng hái quyết đoán, có thể đưa ra quyết định quan trọng nào đó ảnh hưởng tới tương lai sau này. Vận quý nhân vượng, khó khăn có người hỗ trợ nhiệt tình, tài vận trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, dấu hiệu chưa rõ ràng, cần kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu ắt sẽ thành công. Thời điểm này, có thể cân nhắc việc đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh, viễn cảnh khả quan. Về sức khỏe, cần chú ý cơ thể xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường, đề phòng các bệnh về mắt và hệ tiêu hóa. Ngoài ra, đi lại an toàn, tránh gặp tai nạn bất ngờ. Tình cảm nên để thuận theo tự nhiên, gượng ép gì khiến cả hai phải đau buồn. Chi tiết, cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 7 âm lịch 2023 cho thấy, công việc tháng này của tuổi Đinh Mùi tuy nhiều và áp lực, nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Việc kinh doanh,
buôn bán khởi sắc. Mặc dù theo quan điểm dân gian tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tháng hàng mã nên không mua sắm, khiến sức mua sắm giảm sút. Thời điểm này, sức ảnh hưởng của Thái Dương các tinh khá lớn, tinh tú này đại diện cho sự sang quý, biểu trưng cho quý nhân là nam giới đến trợ mệnh. Tuổi Đinh Mùi nên chủ động nắm bắt thời cơ, tiến hành dự định kế hoạch đáp chuẩn bị sẵn sàng trước đó, tỷ lệ thành công khá cao. Làm việc gì bản mệnh cũng phải tự tin vào quyết định và sự lựa chọn của mình. Sự thành công lớn thường bắt đầu từ những thất bại nhỏ. Vì thế nếu gặp khó khăn cản trở, hãy mạnh dạn đối mặt. Dẫu có vấp ngã, bạn sẽ có được kinh nghiệm để lần sau không phạm phải. Về phương diện tài lộc, tháng 7 âm lịch sắp tới, công việc thuận lợi thì không có lý do gì mà tài lộc của tuổi Đinh Mùi lại không tăng tiến. Nguyệt lệnh Lâm Quan Đới vừa mang tới cơ hội phát triển sự nghiệp, vừa thúc đẩy tài vận dồi dào, chỉ cần chăm chỉ làm việc, thu nhập sẽ không tồi. Thời điểm này có thể cân nhắc tới việc đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh, buôn bán, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhỏ bé trước, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo sẽ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan trong tháng, bản mệnh có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Thứ tài khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, nên chủ động nắm bắt. Theo phi tinh tháng, có bát bạch tài tinh gặp cửu tử thủy tinh ở trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, nơi làm việc, bản mệnh chú trọng dọn dẹp, bài trí đồ đạc tại khu vực này sao cho hợp lý, tránh đặt những vật có kích thước to, nặng, phát ra tiếng ồn lớn ở đó, kẻo gây ra từ trường nhiễu loạn, ảnh hưởng xấu tới tài khí. Có thể đặt một quả cầu đá phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách để khai thông vận khí, giúp tài khí dồi dào, mang tới nhiều may mắn và niềm vui tiền bạc cho tuổi Đinh Mùi. Về phương diện tình cảm, bước sang tháng 7 âm lịch, chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn là gượng ép, vì khi gượng ép, không chỉ bạn mà đối phương đều đau buồn. Bởi thế, nếu nhận thấy tình cảm nhạt phai, đừng cố gắng níu kéo làm gì, sớm giải phóng cho cả hai cùng thoải mái. Mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng hình như chưa có điểm dừng trong tháng này, mọi thứ vẫn ngấm ngầm diễn ra, nếu cả hai không nghiêm túc nhìn lại vấn đề, e rằng hạnh phúc bị đe dọa. Tuy nhiên, thiên diêu còn ẩn tàng đào hoa dữ, khiến tuổi Đinh Mùi gặp không ít rắc rối trong chuyện tình cảm, nhất là những ai đã kết hôn, nó gây ra hiểu nhầm tai nạn đào hoa, khiến vợ chồng cãi vã, gia đình lục đục. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng 7 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi xuất hiện dấu hiệu bất thường, dù biểu hiện ban đầu chưa rõ ràng, nhưng không vì thế mà lơ là cảnh giác, nên sắp xếp thời gian đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Bản mệnh chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến mắt và hệ tiêu hóa, nhất là những người làm việc trong môi trường nhiều bụi bặm, đi hàng, ô nhiễm, mắt và thị lực dễ bị tổn thương, chú ý sử dụng kính bảo vệ trong suốt quá trình làm việc. Theo lịch vạn niên, xuất hành xa trong tháng không có lợi cho tuổi Đinh Mùi, trong trường hợp không bắt buộc nên hạn chế đi xa, hoặc nếu đi cần có người thân, bạn bè đi cùng, tránh gặp phải tai nạn hoặc chuyện rắc rối. Ngoài ra, chú ý đi đứng thận trọng, nhìn trước, ngó sau kẻo va chạm xe cộ, nhẹ thì trầy xước da, nặng thì bị gãy tay, gãy chân, thậm chí phải tiến hành phẫu thuật. Và bây giờ, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 trong tháng 7 âm lịch. Tử Vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Có thể nói rằng, tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, giúp trong khoảng thời gian từ đầu tuần đến giữa tuần, bản mệnh nhận được sự phù trợ của chính ấn và thiên ấn, nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người. Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh, nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, dù bạn làm trên lĩnh vực nào, thương quan và thiên quan cũng khuyên bạn cần tránh đối đầu với những người quyền cao, chức trọng và kẻ tiểu nhân. Sao tử vi mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này? Xem tử vi tuần mới từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 của 12 con giáp. Chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi không có quá nhiều điều đáng chú ý, bản thân bạn nên kiềm chế bản thân, không nên khiến mối quan hệ giữa vợ chồng và con cái trong gia đình trở nên căng thẳng. Quý nhân, ngọ, hợi, tiểu nhân, sửu, thìn,
màu sắc may mắn, vàng, trắng. Con số phát tài 23-77-04. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Có thể nói rằng, tuần này là một tuần hung cát đang xen đối với người tuổi Đinh Mùi. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội làm giàu, thậm chí thiên tài còn cho thấy bạn còn có thể phát tài dựa vào vận may nữa. Tuy nhiên, đứng trước các cơ hội kinh doanh, bạn cần suy nghĩ và đưa ra những quyết định chính xác, nếu không rất dễ vướng phải kiện tụng, thị phi. Trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bản mệnh cần có các chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này, người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Sự nghiệp của bản mệnh cũng không quá khởi sắc trong tuần này, do bạn phải chịu nhiều tác động của kiếp tài và tỷ kiên. Những mâu thuẫn xảy ra chủ yếu xuất phát từ các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, vì vậy mà bạn cần có cách ứng xử phù hợp để hóa giải căng thẳng. Trong khoảng thời gian đầu tuần, tình cảm của người tuổi Đinh Mùi phải nói rằng khá ảm đạm, bạn thường khép mình, hoặc quá cứng đầu, chủ quan, khiến người khác khó có thể tiếp cận, hoặc thấu hiểu. May mắn đến cuối tuần, bạn dần mở lòng hơn và biết tâm sự với người thân thiết giúp khúc mắc được tháo gỡ. Quý nhân, Hợi, Ngọ, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, xanh lá, tím. Con số phát tài 23-65-99. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi, tình hình tài lộc là một trong số những điểm sáng rực rỡ của người tuổi Đinh Mùi vào thời điểm đầu tuần này. Nhiều các tinh trợ giúp khiến cho bạn dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được một khoản tiền lời lãi, hoặc tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Song cũng cần phải nhớ rằng, dù đạt được thành công lớn đến thế nào, bản mệnh cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc tỏ vẻ coi thường người khác. Nếu không, thương quan và tỷ kiên sẽ mang lại cho bạn nhiều rắc rối vào chính những lúc mà mình không ngờ tới nhất. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên chú ý tới những kẻ ghen tị, cố tình tiếp cận mình. Những người đã lập gia đình có thể sẽ phải đương đầu với nhiều chuyện rắc rối trong suốt tuần này. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau, không ai chịu nhường ai cả. Điều này có thể khiến bầu không khí trong nhà luôn căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến cả những người khác. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Sửu, Thân, màu sắc may mắn, vàng, ghi xám. Con số phát tài 25-78-91. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Đinh Mùi phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Vì vậy bạn cần cố gắng hết sức mình, trong lúc này chớ nên há miệng chờ xung, được đến đâu hay đến đấy. Quý nhân có thể sẽ xuất hiện và chỉ dẫn cho bạn những lối đi đúng đắn. Cuối tuần là thời điểm bạn không nên đưa ra những quyết định trọng đại, nếu không dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc người có quyền cao chức trọng. Lúc này, bạn chủ yếu nên trau dồi, trang bị kỹ năng để chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ không phải ham cái lợi trước mắt. Đồng thời, hãy là con giáp biết nhận lỗi nếu phạm sai lầm nhé. Sao Bách Việt, chủ đào hoa cho thấy, người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, bạn còn là con giáp giỏi ăn nói nữa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Người độc thân phải tin tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. Với người đã lập gia đình thì tuần này là một tuần buồn vui lẫn lộn. Có thể hôm trước hai người vẫn còn ngọt ngào bên nhau, nhưng hôm sau ngay lập tức hai người đã bùng nổ mâu thuẫn. Vì vậy, người tuổi này nên cố gắng học cách bình ổn cảm xúc, không nên quá kích động vì điều gì. Quý nhân, Mão, Dần, tiểu nhân, Sửu, Tuất, màu sắc may mắn, tím, cam. Con số phát tài 45-67-02. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Trong tháng cô hồn vẫn gặt hái thành công bất ngờ, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng âm lịch là tiết lập xuân, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này được hưởng linh khí của trời đất, thông minh, hoạt bát, là người tài hoa, có nhiều tài năng về nghệ thuật. Có điều, số phận người này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, phải dựa vào chính sức mình để lập nghiệp. Người sinh tháng Giêng này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công.
Bản mệnh là người có tài, lại có ý chí, nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào, tinh thần thanh cao sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm. Đường nhân duyên của người tuổi này rất tốt, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết thanh minh, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này nhờ thế mà đầu óc tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người, nhân duyên cũng rất tốt, họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân cuộc đời hạnh phúc, an lạc không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam hay nữ mệnh, thì người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhờ có điều này danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người sinh vào tháng này có tính tình ngay thẳng, hoạt ngôn, lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vận mệnh của tuổi Đinh Mùi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh, còn giáp sinh tháng 6 âm lịch cũng là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì, họ tài trí hơn người dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý của những người xung quanh. Tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung họ hiếm khi làm mất lòng ai là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp tuổi Đinh Mùi sinh tháng 6 âm có nhiều bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Người này trung thực, ngay thẳng rất ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn tất đưa tay cứu giúp, nhân duyên nhờ thế mà cũng thập phần tốt đẹp, họ sống thanh cao, chẳng màng đến những tranh đua của đời, nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái tặng cho nhiều món quà cuộc sống. Hôn nhân gia đình của tuổi Đinh Mùi rất hạnh phúc, gia đạo an yên, mà tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 10 âm lịch. Sinh vào tháng 10 âm, tức tiết lập đông, người tuổi Đinh Mùi này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý mấy ai bằng. Tổ nghiệp không thể trông chờ, anh em thân thích chẳng giúp đỡ được nhiều, song chính bằng tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người bản mệnh gây dựng được sự nghiệp trong tay. Thêm quý nhân giúp đỡ càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường hoang lộ rộng mở vô cùng đạt được vị thế bao người tôn kính. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 10 âm là người ngay thẳng, trung thực, họ sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế, đang trong cơn hoạn nạn, bạn bè khắp bốn phương. Đường nhân duyên của con giáp này rất tốt, vượng vận quý nhân, phúc khí đủ đầy. Đường hoang lộ rộng mở, bản mệnh có tài về đường văn chương, khiêm nhường thanh cao, chẳng màng đến tranh đua của đời. Công danh sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bổng lộc về nhiều vô kể, được lộc trời cho, hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.